Thưa quý vị, sau những năm tháng phục vụ trong quân đội làm công tác quản lý, nhiều cựu chiến binh ở thành phố Châu Đốc đã khắc họa lại cuộc sống, cảnh vật quê hương bằng những bức ảnh nghệ thuật nhằm đem đến cho người xem nhiều cảm xúc về đất và con người An Giang. Từng là phóng viên chiến trường của tờ báo Quyết Thắng, tiền thân của báo An Giang ngày nay, ông Nguyễn Phương Ngoan đã có hơn 60 năm cầm trên tay những chiếc máy ảnh. Năm 2000, sau hơn 40 năm làm công tác quản lý, ông nghỉ hưu và bắt đầu trở lại con đường chụp ảnh nghệ thuật. Dù ở cái tuổi gần 80, nhưng ông vẫn đi khắp nơi, trải nghiệm thực tế cuộc sống để cho ra đời nhiều tác phẩm nghệ thuật có giá trị. Đó là những đổi thay ở vùng đồng bào dân tộc, sức sống mới ở các vùng nông thôn mới hay những buổi tuần tra của các lực lượng trên tuyến biên giới, những làng bè sinh động sắc màu nhân dân. Với mong muốn truyền tải đến người xem có cái nhìn tổng quan về sự phát triển của quê hương, đất nước và con người An Giang. Giờ tôi xác định cái nghề nhiếp ảnh nói chung là một cái phương tiện, hay nói cách khác là một cánh tay nối dài để đưa đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước ra tận ngoài quần chúng nhân dân bằng con đường nghệ thuật mà người ta rất dễ tiếp thu. Cho nên là từ đó đó mà tôi tiếp tục làm đường nhiếp ảnh nghệ thuật để tiếp tục giới thiệu cho nhân dân trong tỉnh An Giang, nhân dân cả nước biết là cận cái biên giới Tây Nam của Tổ quốc là cái vùng mà có thể nói là sôi động về vấn đề kinh tế, về vấn đề du lịch, về vấn đề văn hóa lịch sử rất là đặc sắc mà cần phải giới thiệu cho đồng bào cả tỉnh và cả nước biết. Còn với ông Phạm Thanh Quang, hay còn gọi là Quang Vũ, năm nay đã 82 tuổi. Sau khi rời quân ngũ, đây là khoảng thời gian ông đầu tư cho ảnh nghệ thuật. Ông Quang cho biết, thời gian ở quân đội không có điều kiện để sáng tác, nên khi nghỉ hưu, ông cùng với các thành viên trong Hội Nhiếp ảnh Thành phố Hồ Chí Minh đi sáng tác ở nhiều nơi, đặc biệt là nơi đơn vị từng đóng quân trước đây, với mong muốn góp một phần tuổi già còn lại để lưu giữ những hình ảnh đẹp của quê hương cho thế hệ mai sau. Ông muốn ghi lại những cái hình đẹp, những cảnh đẹp đó để rồi ra mình còn lưu lại về sau, là nó khác hơn cái thời chiến tranh. Bởi vì thời chiến tranh đó thì chiến tranh nó tàn phá cái quê hương mình đó, là nó không cảnh đẹp nữa. Nhưng mà khi đã giải phóng rồi, đất nước mình đã xây dựng lên tất cả những là anh em trong xã hội, bà con trong xã hội, bà con trong đất nước Việt Nam mình đó, là cùng với nhau đấu lưng xây cực để xây dựng đất nước mình có toàn diện về nhiều mặt. Đây cũng là một cái phương pháp tuyên truyền, mà tuyên truyền bằng hình ảnh sinh động để cho bà con trên đất nước chúng ta tìm hiểu, mà không những vậy cho bà con ở nước ngoài nhìn lại cái quê hương của mình càng ngày là càng tốt đẹp, xây dựng càng tốt hơn. Sau những năm mà các chú các bác đã không còn hoạt động ở cơ quan nữa, nhưng với tinh thần trách nhiệm thì hai bác đã luôn luôn gắn bó với đồng bào dân tộc ở địa phương, ghi nhận lại những hình ảnh đó, thông qua những hình ảnh đó giống như một cái thông điệp để nhắc nhở thế hệ trẻ sau này về đường lối chính sách của đất nước là hàng đầu trong cái sinh hoạt nhiếp ảnh nghệ thuật ở địa phương. Những nghệ sĩ lão làng thuộc tuổi xưa nay hiếm vẫn giữ nguyên ngọn lửa đam mê sáng tác ảnh nghệ thuật như thời trẻ cùng với đồng đội xung phong ra trận. Những câu chuyện qua ống kính của các ông luôn mang nét đẹp của tạo hóa, sức sống con người không chỉ trên quê hương An Giang mà dọc dài đất nước, để thế hệ trẻ hôm nay tự hào về lớp cha ông quá đỗi tài hoa.